Steve đã thay đổi. Thực tế thì không chỉ Steve mà Alex cũng đã bị thay đổi nếu như các bạn không để ý. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Mojang gần đây đã thay đổi skin mặc định của Steve và Alex trong Minecraft. Hai nhân vật này đã có trong game từ hơn 10 năm nay và cả hai skin này luôn là skin mặc định cho bất cứ ai mới sở hữu Minecraft và vào game. Tuy nhiên, sự thay đổi này mới chỉ trong giai đoạn thử nghiệm và anh em có thể thấy skin này thông qua việc vào setting, nhấn vào Use Beta Version of the Launcher. Trước tiên chúng ta hãy cùng coi thử sự khác biệt của skin Steve cũ và mới nha. Trong phiên bản mới của skin Steve, Mojang đã tập trung chú trọng vào những chi tiết nhỏ về màu sắc của da và quần áo của cậu ấy. Thêm vào đó, Steve giờ đây đã có cho mình một bộ râu vô cùng ngầu, thứ mà nhiều người chơi đến bây giờ vẫn tưởng là một nụ cười thân thiện của Steve. Nên em thấy hai cái skin này cứ ngờ ngợ kiểu gì đó, giống như là rõ ràng mình đã nhớ là mình thấy cái skin này ở đâu rồi, và chắc chắn cái skin này không phải là mới. Thực tế thì các bạn đúng đó, cái phiên bản skin mới này đã có từ trước cả khi skin cũ ra mắt cơ. Đây là skin Steve phiên bản đầu tiên khi mà Minecraft được cho ra mắt. Tuy vậy thì bằng một lý do thần kỳ nào đó thì chỉ sau 6 tháng kể từ ngày phát hành game thì anh Steve với nụ cười thân thiện đã chuyển sang anh Steve mặt ngu này trong suốt 13 năm sau đó. Mặc dù thế thì skin Steve cười thân thiện vẫn luôn lãng vãng trong tất cả các bản cập nhật và kể cả những tựa game khác của Mojang. Ví dụ như là skin Steve trong phiên bản Minecraft Dungeon, anh em đã thấy là nó hoàn toàn khớp với lại skin Steve mới. Thực tế thì cũng không trùng khớp lắm bởi vì cái tay này cứ bị kỳ kỳ kiểu gì á. Thêm một chi tiết nhỏ khá thú vị nữa là ống tay áo của Steve nay đã có thêm một layer nữa. Nhìn giống như là ống tay áo đã được sắn lên vậy. Một chi tiết khá là thú vị đúng không? Chúng ta cùng đi đến skin của Alex. Skin của cậu này thì có ít thay đổi hơn so với lại skin của Steve. Về tổng thể thì Mojang cũng chỉ thêm một số chi tiết cho màu sắc quần áo và tóc của Alex mà thôi. Về tóc của cậu ấy thì với việc thêm sắc độ cho màu cam thì nhìn Alex giờ đã có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều. Và nếu nhìn kỹ vào phần tóc quanh cổ của cậu ấy thì nó đã được thay đổi thành một layer mới và không còn dính vào áo như là skin cũ nữa. Thì anh em nghĩ sao về sự thay đổi này của hai nhân vật trên? Liệu rằng anh em thích skin Steve đã gắn bó với anh em trong suốt 13 năm qua, hay là skin Steve mặc định đã được hồi sinh lại? Theo bản thân mình cảm nhận thì skin Steve với nụ cười thân thiện, hay nói chính xác hơn là bộ râu ngầu lòi, dễ nhìn hơn rất nhiều so với lại skin Steve mặt ngu kia. Anh em hãy để lại ý kiến của anh em dưới phần bình luận nhé. Ở đoạn cuối video này thì mình có một thông tin dành cho các bạn đam mê Minecraft. Thì ở bên góc phải sẽ có một cái thông báo ghi rằng Minecraft Review đã ở đây. Và khi các bạn nhấn vào cái đường link Minecraft Review thì nó sẽ hiện ra một trang web ghi thông báo của Mojang về phiên bản Minecraft này. Thì sau khi mình tải về, chúng ta sẽ có đây là phiên bản Minecraft Review. Nhìn có vẻ không quá khác biệt so với lại Minecraft PE, nhưng mà ở ngay góc trái của màn hình có một cái nút khá thú vị và một con gà nói rằng sẽ kết thúc vào 6 giờ 50 phút nữa. Chúng ta hãy thử nhấn vào đó nhé. Nó sẽ hiện ra trang này. Phần phía trên Mojang ghi như sau: hãy bầu chọn cho cuộc đại chiến đánh boss hoành tráng. Hãy bình chọn cho những con boss trong Minecraft mà những khách mời của chúng tôi sẽ livestream và tiêu diệt chúng. Liệu nó là một con Wither hay là con rồng Ender, tùy thuộc hết vào các bạn. Hãy tham gia vào server để có thể bỏ phiếu bầu chọn, chơi những minigame hoàn toàn mới và thi đấu để giành được điểm cao nhất. Dưới đây là nút Vote for Server. Khi các bạn nhấn vào nút này thì nó ghi là Connecting, có nghĩa là các bạn đang kết nối. Và bây giờ mình đã kết nối vào trong game. Mình không biết là có ai trong đây không. Chúng ta thử nhấn vào đây coi. Chào mừng đến với vùng đất ở giữa những vùng đất. Cuộc chiến vĩnh hằng giữa rồng Ender và Wither. Chỉ có những người chơi mới có thể phá vỡ được nút thắt này. Hãy chọn ra, hãy lựa ra ai là người sẽ chiến thắng. Bạn có thể thay đổi lựa chọn của bạn bất kỳ lúc nào. Chúng ta cùng đi xuống dưới đây coi. Wither hay là Ender Dragon. Vì một lý do nào đó thì mình nghĩ rằng con Wither sẽ chiến thắng. Wither sẽ chiến thắng anh em ạ. Anh em hoàn toàn có thể vào cái server này để tham gia những trò mini game khá là hay ho. Có lẽ là mình sẽ làm một cái video khác về mình chơi những mini game trong cái server này sau. Ok. Bye bye anh em. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian ra xem video này. Chúc anh em có một buổi tối tốt lành nha. Bye bye.